Ở Việt Nam, hầu hết người dân đều xem chó mèo là vật nuôi để coi nhà, bắt chuột, thậm chí có nhiều địa phương xem nó như là thực phẩm, một món ăn khoái khẩu, nên khi đến quán cà phê cứu hộ mèo Meow House trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, chúng tôi thấy được một bầu không khí khác lạ khi những con mèo được chăm sóc kỹ lưỡng và đối xử tốt như ông bà Hoàng. Đây chính là tâm huyết của một thanh niên Hoa Kỳ, cùng người bạn Philippines và một người Việt đã làm suốt 4 năm qua để giúp những con vật này và cũng là truyền tải một thông điệp đẹp ở Việt Nam. Ông chủ, chị chủ và anh chủ bên em là có 3 người đồng sở hữu là anh Alex, chị Geneva và anh Jay Thiện. Thì anh Alex là người America, chị Geneva là người Philippines, còn anh Jay Thiện là người ở Việt Nam. Thì xuất phát điểm là anh Alex và chị Geneva gặp nhau trong trung tâm bảo hộ động vật quốc tế ở Philippines. Thì đối với họ, họ đã có một cái lòng trắc ẩn với động vật rất lớn. Họ mới về Việt Nam thì chỉ biết là dạo gần đây Việt Nam mới lộ lên phong trào là nuôi thú cưng, nhưng từ những cái thập niên trước thì thú cưng cũng giống như những động vật hoang dã thôi, những không có sự nuôi nhốt, không có sự gọi là chăm bẵm hay sao, thì chỉ đơn giản là nuôi thú cưng để giữ nhà, con nuôi thú cưng để sinh ra đó. Thì và anh Alex và chị Geneva là những người ăn chay, họ chỉ mới 31 đến 33 tuổi thôi. Thì họ tham gia một cái hoạt động là tuyên truyền lối sống xanh. Thì trong cái tuyên truyền lối sống xanh nó đã bao gồm cái việc là không giết hại động vật và không ăn thịt động vật rồi. Thì khi mà họ về Việt Nam, họ thấy cái tình trạng Việt Nam là cái trạm cứu hộ quá tải đi, cơ sở y tế nghèo nàn, cơ sở vật chất nghèo nàn, mọi thứ đều nghèo nàn, và tất cả những cái trạm cứu hộ ở Sài Gòn, ở Việt Nam hiện tại chỉ là mục đích tự phát, không có một cái sự hỗ trợ nhiều từ phía chính quyền, cũng như là không có sự hỗ trợ nhiều từ phía địa phương. Thì anh chị 4 năm trước anh chị mới bèn nghĩ là tại sao mình không lập nên một cái chỗ, một cái địa điểm như thế này để mà có thể là vừa cứu hộ, vừa tìm cho các bé một cái cuộc sống đủ đầy mới, và vừa tuyên truyền lối sống xanh. Hiện tại ở Việt Nam là anh chị chủ em là người đầu tiên cũng như là người duy nhất đang mở mô hình này. Và chị có thể dạo gần đây, khoảng một vài năm gần đây đó, thì tất cả những cái mô hình tự phát đó là chỉ nhận nuôi vô và không có cho dịch cho đi. Là giống như là có mấy cái cô mà ở trên quận mấy này không nhớ nữa, họ chỉ nhận nuôi mèo, và ở chỗ đó có hàng trăm con mèo, hàng trăm con chó, nhưng mà chỉ có việc là nhận tiền quyên góp gạo, thức ăn về cho tụi nó ăn thôi, nhưng mà về điều kiện y tế, về cơ sở vệ sinh, về tất cả mọi thứ của nó không có. Mèo mấy bé rồi chị? Hiện tại Meow House chỉ mở được 1 năm 2 tháng thôi chị. Tụi em hoạt động được 4 năm, nhưng mà nhà chó mở trước khoảng 2 năm, sau đó giờ từ Đà Lạt về về Sài Gòn chị. Nơi đây không phải là trạm dừng chân cuối cùng của những chú mèo, mà nó là một trạm tạm dừng của chúng. Bởi mục đích của những người sáng lập ra Meow House là muốn cứu giúp thêm nhiều những con mèo bị chủ bỏ rơi, trong khi kinh phí và chỗ ở cho mèo có hạn. Vì vậy sau khi giúp những bé mèo được khỏe mạnh trở lại, thì họ sẽ tìm chủ mới cho chúng. Nhưng yêu cầu rất khắt khe, người nhận nuôi phải đủ điều kiện kinh tế và trả lời 50 câu hỏi của nhóm. Để các bé mèo không rơi vào cái hoàn cảnh cũ như bị đánh đập, hành hạ, bỏ rơi, hoặc là sau đó những cái tỉ tỉ, những cái lý do, thì bên em có một cái bộ phận agency là bộ phận Perfect Match, thì bên đó sẽ giải quyết những cái thủ tục hồ sơ nhận nuôi bên em. Thì khi mà khách hàng muốn nhận nuôi thì họ sẽ đóng một cái khoản phí. Khoản phí đó là về để thứ nhất là duy trì hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận SRA, là tổ chức mà cứu hộ á. Thứ hai là để trang trải cái chi phí, để tụi em lấy cái chi phí đó để tụi em đi cứu hộ những cái bé mèo khác. Tụi em sẽ nhận mèo từ trại cứu hộ. Thì mỗi bé mèo ở bên em đều sẽ được xét nghiệm máu, triệt sản và kiểm tra tất cả những cái bệnh lý về sức khỏe trước khi mà đưa về nhà chung. Thì sau đó thì ở nhà chung ở Meow House thì tụi em sẽ cho ăn đầy đủ và thử buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hoặc tối, hoặc là những cái bé nào đặc biệt thì tụi em sẽ cho ăn thêm. Và ở đây tụi em sẽ có một cái đội ngũ marketing riêng để mà có thể marketing để cho các bé có thể nhanh chóng mà có thể có nhà mới. Và sau đó tụi em sẽ quay lại cái vòng tuần hàng là lấy đến nhà tiền cứu hộ, và đó là cái dòng tuần hàng bên em. Thì hàng tháng, hàng quý, hàng năm thì bên em sẽ có tổ chức là những cái cuộc quyên góp vận động, cũng như những cái chuyến đi thiện nguyện về những cái trạm cứu hộ ở miền Tây, miền Trung, miền Bắc,
tất cả những cái miền mà tụi em có thể đi thì hầu như là tụi em đi được cũng khoảng được mấy chục tỉnh nữa. 80% cái việc doanh thu của Mèo Hao đều dồn cho việc chăm sóc mèo, y tế, thức ăn, nói chung là tất cả các những thứ gì liên quan về mèo tụi em sẽ dùng 80% cái phần lợi nhuận của doanh thu sẽ đưa về cho mèo. Thì ngoài ra thì tụi em sẽ còn có là buôn bán kinh doanh về mảng thức ăn chay, lối sống thuần chay, lối sống xanh. Ở miền Nam thì cái việc vấn đề đó cũng hạn chế, nhưng mà riêng về miền Bắc thì họ rất là thích ăn động vật về chó về mèo. Thì để góp phần giảm thiểu về cái việc mà mấy bạn bị làm thịt á, thì tụi em tuyên truyền cho mọi người ở đây có cái lối sống lành mạnh hơn, là có thể ăn ăn chay để giảm thiểu cái việc các bé, các chó với mèo bị mụn thịt. Ngoài ra thì tụi em ở đây còn có một cái chi nhánh chó nữa ở mình quận 2, là về Dining Cloud, là kiểu nhà hàng đó chị. Thì chó thì cũng sẽ được lấy từ cứu hộ luôn, và mẹ cũng vậy. Thì nhưng mà chó có đặc điểm là nó sẽ khó nhận nuôi hơn mèo, nó cũng to á chị, nên là khó nhận nuôi hơn. Mèo Hao không chỉ là chỗ cứu hộ mèo, mà kết hợp kinh doanh giữa quán cà phê, vừa là chỗ cứu hộ mèo để có kinh phí duy trì việc nhận nuôi và chăm sóc mèo, vừa truyền thông điệp đến với khách hàng và tìm chủ mới cho mèo, nên nó không giống với những quán cà phê thú cưng khác. Khó chị, đòi hỏi là cái bạn nhân viên chăm sóc và mấy bạn phải có cái tình yêu thương động vật nó rất là lớn chị. Đó là một trong những cái điều kiện tiên quyết là khi bạn nào nhân viên muốn vô làm ở đây thì phải có cái điều đó. Và đối với những cái động vật này á, thì nó rất là kiểu nhạy cảm á chị, rất là dễ bệnh. Nên là từng những cái chi tiết nhỏ về phân lỏng, về hỉ mũi, về rái tai, về con mắt, về cái bụng, về vấn đề tiêu hóa, những cái vấn đề đó thì các bạn nhân viên chăm sóc phải biết được, phải có sự thấu đáo, chẳng phải nhìn nhận được một mèo đang có trạng thái gì, và nếu bộ lông nó không mướt thì nó đang bị gì. Thì đó là những cái việc mà các bạn phải học được khi mấy bạn làm nhân viên ở đây. Còn về những cái khách hàng ở bên em, 100% là khách hàng rất yêu mèo, rất yêu động vật, họ mới đến đây và họ có một cái sự san sẻ, một cái sự, tại vì chị biết á, cái này là em chia sẻ thẳng, thì thực chất thì cái cơ sở vật chất bên ở đây thì bên em không có, bên em chỉ có kiểu rất là tạm bợ, rồi về bàn ghế cũng không đẹp, rồi decor cũng không có. Nhưng mà những cái khách hàng tới đây á, thì họ có một cái tình yêu thương mèo rất lớn, họ rất là, và khách hàng bên em thường xuyên kiểu là nữ, 80% là khách hàng là nữ, 10% là nam, 10% còn lại là gia đình. Thì họ từ độ tuổi từ 18 cho đến 24 tuổi là nhiều. Và khi mà cái cảm giác mà khách hàng đến bên em á, họ được giải xả cái stress đi, mọi muộn phiền đều có rất là dễ tương tác với mèo, và họ rất là, và mèo nó không có sủa như chó, nó không có ồn ào, nó rất là yên tĩnh, và mèo nó khiến không gian nó phù hợp cho cái anh chị đến đây làm việc. Khó khăn là về tài chính rồi chị. Hiện tại thì em không thấy khó khăn về vấn đề gì hết. Ý là những về về yếu tố mà về con người đi thì bên vẫn ok. Về mèo thì các bé thì đa số hiện tại cái tiền mà chiếm nhiều nhất trong cái việc mà đưa sử dụng cho các bé là cái tiền trị bệnh chị. Tại vì các bé không được di chuyển ra ngoài để trị bệnh, mà bác sĩ phải tới đại đến Mèo Hao để trị bệnh cho các bé. Một lần như vậy là 250. Thì và riêng chắc tầm đâu đó là mỗi tháng mấy bé chắc cũng phải chi phí tiền thuốc, tiền thang chắc cũng phải tầm 10 triệu đến mười mấy triệu á cho tất cả. Và chưa tính tiền mà tụi em bên trung tâm cứu trợ động vật họ triệt sản nữa, những cái tiền đó. Đó là lý do mà tụi em lấy phí khi cho nhận nuôi. Cái phí đó nhằm phản ánh lên là gì? Cái phí đó phản ánh lên được khách hàng nó có đủ điều kiện kinh tế để nuôi bé hay không. Mô hình này còn khá mới lạ ở Việt Nam, không chỉ bởi nhiều người còn xem chó mèo là món ăn, mà còn do đời sống kinh tế của nhiều người vẫn khó khăn, nên có nhiều ý kiến cho rằng việc giúp đỡ cần ưu tiên cho đồng loại. Tuy nhiên, tình thương, sự giúp đỡ thì bất kỳ ai, bất kỳ loài vật nào cũng cần. Cái lòng trắc ẩn họ lớn đến mức mà em cảm thấy là không đáy luôn á chị. Lòng trắc ẩn rất lớn. Họ yêu thương động vật mà em nói thiệt, vì cái việc họ sẵn sàng, giống như là đơn cử như một cái việc đi, là hiện tại là bên Mèo Hao là không đủ tiền để chi trả tiền mặt bằng, nhưng mà họ sẵn sàng tạo ra một cái chiến dịch thiện nguyện rất là lớn như hồi tháng 12 vừa rồi.
một cái chiến dịch thiện nguyện mà tụi em có thể dùng cái tiền đó để trang trải những cái tiền khác, nhưng không, họ dồn tất cả những cái mà họ có, tất cả những cái thứ mà họ quyên góp được để dành đi cứu hộ miền Trung. Thì em thấy là cái sự biết ơn của họ, sự trắc ẩn của họ rất là lớn đối với động vật. Nếu mà giữa người và động vật còn có tình cảm lớn vậy thì nó sẽ dạy cho những người khác được về tình cảm giữa người và người, tình cảm giữa gia đình, tình cảm giữa bạn bè, nó sẽ lớn hơn nữa. Và quay trở về cái câu chuyện mà chị hỏi em là tại sao đâu đó có rất nhiều người Việt Nam đang rất là khổ, đang rất là cần cái sự giúp đỡ. Thì chị cũng biết đó, người dân Việt Nam mình sống rất nghĩa tình. Thì nếu mà anh chị của tụi em không hỗ trợ những người đó thì cũng sẽ có người khác hỗ trợ. Thì giữa người với người nó sẽ rất là dễ hỗ trợ ở nhau. Còn ở đây là cái tình cảm động vật. Để chị biết không, các bé bị đánh đập hành hạ, bị bỏ rơi, bị bỏ đói, bị tất cả tỉ tỉ những cái vấn đề đó. Vì mình có, tại vì mình đang suy nghĩ là tại sao mấy bé không được đáng vậy. Nhưng thực chất em nghĩ là bản thân mấy bé cũng đáng có một cái cuộc sống rất tốt. Tụi em không có muốn mấy bé rơi vào tình trạng như trước nữa. Ở đây mấy bé mọi dịch vụ, mọi cái quyền lợi mấy bé hơn có những cái bé thú cưng ở nhà luôn. Mấy bé ăn được cái đồ tốt nhất, mấy bé đi vệ sinh tốt nhất, mấy bé được cái điều kiện y tế tốt nhất. Chỉ để là mấy bé có một cái ngôi nhà mới. Đó là cái cách mà anh chị tụi em muốn lan tỏa thông điệp này đến cho mọi người nhiều hơn. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.